đây dòng lưu niệm xin gửi vào tim, bao nhiêu buồn vui xót xa nỗi chết vào trong trang nhật ký. Tình đời thay một người đi, tình yêu có chi được gì? Ra từ thơ dại. Vâng, xin kính chào toàn thể các bác đã quay trở lại với Bảo Khang Audio. Tiếp tục các video giới thiệu sản phẩm thì ngày hôm nay em có một chiếc đẩy sau kinh AA3500, hàng thương hiệu và công nghệ của Mỹ các bác nhá. Một dòng đẩy hai nguồn cực kỳ khủng. Hôm nay sẽ lên video giới thiệu chi tiết với các bác. Thì trước khi vào video giới thiệu chi tiết sản phẩm, các bác vui vẻ cho em xin nút like và một nút đăng ký kênh để có thể theo dõi và cập nhật những sản phẩm mới nhất của bên em. Thì trước mắt các bác đây, dòng đẩy sau kinh AA3500, hàng thương hiệu công nghệ của Mỹ. Con này size 3U các bác nhá, em về được một chiếc rất là đẹp luôn. Đấy, và con này đây, chi tiết ruột gan sản phẩm cho các bác nhá. Chi tiết ruột gan sản phẩm đây, rất chất lượng các bác nhá. Hai nguồn riêng biệt, toàn bộ là nguồn đồng các bác nhá. Con này size 3U các bác có thể thấy nguồn này cực kỳ là khủng. Được chưa? Con này rất là khủng và đánh rất là khỏe các bác nhá. Con này công suất của nó là 900W một cây. Bao cho các bác đánh em 1 đôi 40 hoặc 2 đôi 30 các bác nhá. Đấy, bao chúng bác đánh em 1 đô 40 hoặc 2 đô 30 với chiếc đẩy sau kinh này. Rất chất lượng, 6 tụ độc nguồn. Hàng tất cả bao zin bao đẹp cho các bác, được chưa? Đây các bác chi tiết ruột gan sản phẩm các bác nhá. Tất cả hàng bao zin bao đẹp. Này các bác thấy đấy nhá. 900W một kênh, bao chúng bác đánh 1 đôi 40 hoặc 2 đô 30. Đấy các bác biết dòng sau kinh thương hiệu công nghệ của Mỹ này thì tiếng nó đánh rất là uy lực rồi. Một lát nữa em sẽ test video trực tiếp. Đấy, một đoạn remix để các bác nghe được cái chất và uy lực. Và con này các bác lưu ý nhá, cái phần chiết áp ấy, cái chiết áp này do hãng họ sản xuất đấy, cái chiết áp nha các bác nhá, từ đến 12 giờ đấy, đấy là nó lên nhạc rất là ít, nhưng mà khi mà từ 3 giờ trở xuống nha các bác, nhích một chút nó đẩy công suất lên rất là khỏe. Cái này là do hãng họ sản xuất, họ xử lý cái phần chiết áp này, không là nhiều bác về lại bạn đến 12 giờ thấy nó bé bảo công suất nó yếu, không phải các bác nhá. Các bác lưu ý nhá, cái này này em chia sẻ luôn, cái này là cái phần chiết áp của hãng. Và thông thường ấy, khi các bác dùng đẩy nhá, các bác dùng đẩy nhé, các bác phải vặn volume kịch lên cho em. Còn tất cả các bác xử lý và hãm sẽ ở trên vang, được chưa? Tất cả nhá, khi mà dùng đẩy các bác phải cứ vặn kịch hết công suất của đẩy lên cho em, được chưa? Và tất cả mọi cái các bác sẽ xử lý và hãm ở trên vang. Cái này em cũng đã chia sẻ các bác rất nhiều rồi. Đấy, được chưa? Đây chi tiết mặt sau sản phẩm đây. Các bác vui vẻ cho em xin nút like nhá. Các bác vui vẻ cho em xin nút like và đăng ký kênh nhá. Đấy, các bác vừa nghe chất âm em test ở đầu video này, em đang cắm trực tiếp từ điện thoại. Từ điện thoại vào đẩy các bác nhá, không qua một thiết bị nào, mà các bác nghe là cái chất âm dòng đẩy cho ra. Và lát nữa em sẽ test cho nó đánh rất là uy lực luôn. Đây mặt sau sẽ có hai đường vào, hai đường ra. Đấy, và con này sử dụng toàn bộ jack lưu trích để giao loa. Thì khi mua chiếc đẩy này em sẽ tặng kèm jack lưu trích cho các bác nhá. Và nó sẽ có thêm một đường braille là được đánh chậm kênh. Các bác nào muốn đánh súp ấy thì gạt về chế độ braille để đánh chậm kênh các bác nhá. Con này rất là khỏe. Đấy, 900W một kênh. Đấy, các bác chơi là full bao cho các bác đánh em 1 đôi 40 hoặc 2 đôi 30, được chưa? Rồi các bác ủng hộ cho em xin nút like nhá, và ấn đăng ký kênh để theo dõi những sản phẩm mới nhất của bên em. Và đây em sẽ test một cái đoạn nhạc remix để các bác có thể nghe được cái chất âm của cái dòng đẩy này cho ra các bác nhá. Đây sau đây em sẽ test qua một đoạn nhạc remix để các bác nghe được cái chất âm nhá. Đây các bác nghe lưu ý nhá, nên từ 0 đến 12 giờ tiếng nó rất là nhỏ. Tiếng nó rất là nhỏ, nhưng mà từ 3 giờ lên thì tiếng nó, mỗi khi bác tăng lên nó đẩy lên rất là khỏe này. À, em sẽ ngày hôm nay em chỉ có một chiếc duy nhất thôi.
Em về được có một chiếc thôi nhá. Gửi tới các bác mức giá này 4.200.000 đồng. 4.200.000 đồng. Bên em bao ship tặng đầy đủ dây jack kết nối và bảo hành 6 tháng các bác. Với chiếc đẩy sau kinh A3500 này các bác nhá. Đấy, 4.200.000 đồng thôi. Một con đẩy chạy 2 nguồn cực kỳ khủng, công suất 900W một kênh, bao cho các bạn anh em 1 đôi 40 hoặc 2 đôi 30 các bác nhá. 4.200.000 đồng, bao ship tặng đầy đủ dây jack kết nối, bảo hành 6 tháng. Đấy, và khi mua đẩy các bác vui lòng đặt cọc trước giúp bên em 300.000 con số tài khoản, còn lại các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp em các bác nhá. Đấy, và bác nào chốt chiếc đẩy sau kênh A3500 này nhắn tin hoặc liên hệ với bên em có số điện thoại 0943 982 889 nhá. Chốt đẩy A3500 giúp em được chưa? 4.200.000 đồng chiếc đẩy này em gửi tới cho các bác ngày hôm nay. Và con này nó cực kỳ là nặng các bác nhá. Con này nó phải nặng được khoảng 35-40 cân, rất là gấu. Hai cái nguồn đồng của nó cực kỳ là chất lượng và đánh rất là khỏe các bác nhá. 4.200.000 đồng thôi. Rồi, kết thúc video thì em các bác vui vẻ bỏ ra cho em xin nút like nhé và đăng ký kênh để có thể theo dõi cập nhật những sản phẩm mới nhất của bên em. Đấy, và rất cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những sản phẩm tiếp theo của bên em.